hưởng ứng lời kêu gọi ở nhà không la cà để tránh dịch, nhiều sao việc đã biến không gian nhà riêng quen thuộc thành studio sống ảo xịn sò. Nếu theo dõi Hà Anh bấy lâu nay, thì cũng biết rõ bà mẹ một con rất nghiện, khoe vóc dáng nóng bỏng và đường công cực hút mắt. Phải ở nhà để đảm bảo an toàn nên lâu lắm rồi Hà Anh không được ra biển để buông lụa. Mới sáng đầu tuần, Hà Anh gây sốt khi diện luôn bộ monoki màu sắc sặc sỡ để dán gà bà nội trợ sexy nhất nhì showbiz có vẻ không quên được nghề người mẫu, nấu ăn cũng phải tranh thủ phô diễn body đồng hồ cát và đôi chân dài mướt mắt thấy mà mê chữ e kéo dài. Mặc dù mở ra bữa tiệc khoe body, sôi thịt, nhưng thành phẩm nấu ăn của Hà Anh là món cà ri gà cũng rất gì và này nọ. Hội người chơi hệ thích đi biển, mê khoe ba vòng hừng hực thì có thể học nhanh chiêu này của Hà Anh để nhập đại chiến bikini cho bằng chị bằng em nấu ăn nhưng thần thái cũng phải chuẩn nữ siêu mẫu nước tiếng showbiz, bà nội trợ quyến vũ thế này không ai đọ lại được. Thay vì mặc đồ bộ hay đeo tạp về như bao người, Hà Anh có màn khoe vòng một ngồn ngộn khi diện đồ bơi. Trước khi vào bếp, bà mẹ một con đã có tiết mục uống éo phô diễn vóc dáng và gây sốt trên mạng xã hội. Thành quả buổi nấu ăn kết hợp, bung lụa, mở tiệc, sôi thịt của Hà Anh trông vẫn rất ok là đó chứ. Mấy ngày qua, nữ siêu mẫu thường xuyên có những màn chân chỗ ba vòng trong phòng ngủ. Mặc dù đã trải qua một lần sinh nở, nhưng nữ siêu mẫu vẫn giữ được body không thua kém hội gái sinh. Hà Anh có gia đình viên mãn bên cô con gái cưng và ông xã Tây.